Trước mặt anh chị đây là đường đi ra tỉnh lộ 328 nha anh chị. Mặt tiền đường lớn luôn anh chị, liên tỉnh. Kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào quý anh chị. Em là Điền đây. Hiện tại trước mặt anh chị đây là đường đi ra tỉnh lộ 328 nha anh chị. Mặt tiền đường lớn luôn anh chị, liên tỉnh. Dạ. Hiện tại em đang ở đây thì là ở ngay trung tâm xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn anh chị. Đấy. Hiện tại em đứng đây là mặt tiền đường nhựa anh chị, mới tráng nhựa lại, mới lót lại, rất là mới mà. Mới sạch đẹp. Và hướng trước mặt anh chị đây là cái hướng đi khu dân cư thôi. Đi ra đây thì nói chung là con đường mình á là song song với đường 328 anh chị. Nên là đường mình thông hết trơn á, mình đi ra đây thì mình rẽ bên này có ngã tư, mình rẽ bên này thì ra tỉnh lộ, còn vô trong này thì khu dân cư anh chị. Và cái hướng sau lưng anh chị đây là hướng đi ủy ban xã Phước Tân, chạy tới xíu thôi là tới gặp ủy ban rồi anh chị, tầm vài trăm mét à, là ủy ban, chợ đò, trường học gần đây hết tức tực. Nói chung là vị trí đất mình là nằm ngay trung tâm luôn anh chị, ngay trung tâm xã Phước Tân luôn. Xã Phước Tân mình thì giáp với thị trấn Phước Bửu anh chị, thì chạy đâu đó tầm 1-2 cây số nữa là tới Bà Tô à, tới thị trấn Phước Bửu à, ngay trung tâm huyện á. Rồi, trước mặt của anh chị đây là cái lô đất của em đang muốn giới thiệu đến với anh chị. Đây. Đất của mình là diện tích của nó là ngang 5-6-42 và nở hậu 7 m, có sẵn 100 thổ cư. Thì theo sổ sách là như vậy, nhưng mà thực tế của mình á là được 6 m nha anh chị, được sử dụng 6 m. Tại đây, từ nói chung là đất mình gia chủ đã rào hết rồi, rào rạch gạch lại hết rồi. Thì nói chung là hồi trước á là đất mình có hiến đất ra để mà làm cái đường bên hông này. Đó, làm cái đường bên hông. Nhưng mà nhà nước mình làm không có tới. Nên là thừa đất của mình ra, nên là mình được sử dụng cái phần dư này anh chị. Chứ không phải là đất mình lấn ranh hay là gì đâu. Thì sau 42 m thì từ cái điểm đâu gần lề đường, nhưng mà gia chủ mình thừa vỉa hè thôi. Đây, ngay chỗ đây, sau vô hết cái rào luôn là sau 42 m anh chị. Nói chung là đất mình thì nở hậu anh chị, vuông vức không có méo mó gì hết trơn. Thì mặt tiền này thì kinh doanh thì cũng được anh chị, mặt tiền này kinh doanh được nha anh chị. Dân cư ở đây thì rất là đông rồi. Để cho anh chị thấy ngoài đường kia, đường lộ đó, xe chạy rất là tấp nập luôn đó. Chị ra mặt tiền này, ví dụ mình mua mình xây nhà ở hoặc là xây dãy trọ hoặc là làm kinh doanh cái gì đó thì cũng ok hết anh chị. Kia có cái sợ ba, quán nước, trà sữa vân vân nhiều lắm. Khung cảnh xung quanh này, nói chung là cái chỗ này thì rất là an ninh nha anh chị, tại vì nằm ngay trung tâm với lại gần ủy ban xã rồi công an đồ nó cũng gần đây hết trơn anh chị, rất là an toàn luôn. Ranh của mình sẽ tới đây nha anh chị. Đây. Ranh xanh mình sẽ đây. Tới đâu đây này, nhưng mà vẫn trừa lại, gia chủ mình xây trừa lại. Khúc này. Đó. Anh chị. Đây mặt tiền đường bên hông mình sẽ thông ra đường 328 nha anh chị. Đây là mặt tiền đường 328. Cái hướng trước mặt em quay đây là mình đi Đồng Nai hoặc là mình đi đi thành phố nha anh chị. Đường này là cái đường trước mặt anh chị đây là cái đường đi ra thị trấn Phước Bửu cũng như là đi biển Hồ Tràm nha anh chị. Mặt tiền này, đường này toàn là kinh doanh không. Nếu mà anh chị mình mua là kinh doanh thì mình có thể làm cái bảng ở đây và chỉ vô đây. Đó.
giá của gia chủ đang muốn bán là, thực sự muốn bán cái thời điểm này thì Đức thì hơi đứng, nhưng mà cũng lỗ quá giờ, cũng cần bán là 1 tỷ 9 chị, 1 tỷ 9, 1 tỷ 9 anh chị, và có thương lượng với giấy tờ anh chị. Số điện thoại của em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế, và em xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn anh chị.